vị, sau đây chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quan khách chúng ta đứng lên để chào đón Ngài Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, một người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bỏ cả sự nghiệp thương mại để dấn thân vào con đường phục vụ cho Tổ quốc, miệt mài đấu tranh gian khổ hơn một phần tư thế kỷ với mục đích giúp dân, cứu nước, với quyết tâm giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ cho toàn dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng tôi trân trọng giới thiệu đây Thủ tướng Đào Minh Quân. We would like to invite everyone to stand up and welcome the Prime Minister Đào Minh Quân. Please come forward to speak. Khi xưa, các vị đã khổ công dựng nước và giữ nước bằng cách cống hiến cả đời, cả sinh mạng và tâm huyết cho sự vẹn toàn lãnh thổ và an cư của giống loài. Gần đây, trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc, giữa chủ nghĩa tự do, cộng sản, miền Nam đã bị bức tử một cách đắng cay và oan nghiệt. Trước bàn thờ Tổ quốc tôn nhan các vị hôm nay, con là hậu duệ Đào Minh Quân đã nhận trọng nhiệm Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng với các đồng nhiệm và toàn dân Việt Nam cả hải ngoại lẫn quốc nội, cùng thề hứa sẽ bằng mọi cách lấy lại đất tổ từ tay giặc Tàu, thề sẽ vực dậy chủ nghĩa quốc gia Việt Nam tự do dân chủ. Chúng con nguyện hy sinh cả đời cho nền hòa bình quê hương và cơm no áo ấm cho đồng bào. Tuy Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, chôn vùi nhưng chưa chết, mạch sống vẫn cuộn chảy và hiện đang trỗi dậy cùng với dòng sinh mệnh của dân tộc. Kính xin Tổ tiên, các bậc tiền nhân, anh hùng tử sĩ hãy phù hộ cho chúng con. Khấn xin đấng tối cao, trời Phật, hồn thiên sông núi, độ trì cho con dân nước Việt mau sớm giải thể chế độ phản dân hại nước, triệt hạ được tà quyền cộng sản, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, để toàn dân mau sớm có ngày thanh bình hạnh phúc. Trân trọng kính mời Thủ tướng trao lưu niệm cho trưởng đoàn Vũ dân tộc Việt Cầm. Xin kính mời Thủ tướng. Cordially invite the Prime Minister to give souvenir to the head of Vietcom Dancer Group. Vài lời với quốc dân và đồng bào. Xin kính mời Thủ tướng. Kính chào đồng bào, thưa quý vị quan khách và đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2016, tôi là Đào Minh Quân, xin thay mặt cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để trân trọng chào đón quý đồng bào, quý vị quan khách, quý chiến hữu, thân hữu và các bạn trẻ cùng thân nhân
gia đình đã đến dự đại hội Biển Đông Dậy Sóng. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em văn nghệ sĩ, ca đoàn Ave Maria, ông ảo thuật gia Peter Ngô, đặc biệt là đoàn vũ dân tộc Việt Cầm, ban giám đốc Sài Gòn Performing Arts Center, cùng quý cộng sự viên và tất cả mọi người đã đem tâm huyết để thực hiện chủ đề Đồng bào quốc nội trong trái tim ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, quý chiến hữu và các bạn, sau hơn 70 năm chiếm cứ nước ta, Đảng Cộng sản và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng lộ rõ chỉ là một nhóm phản quốc, nô lệ Tàu Cộng, hèn với giặc, ác với dân, vô đạo bất nhân, không xứng đáng đại diện điều hành quốc gia. Không những vậy, Cộng sản đã bán đất, dân biển cho ngoại bang, đã phá nát cương thường đạo lý, kỷ cương, riềng mối và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Chúng đã làm ung thối xã hội, hủy hoại tương lai của các thế hệ con cháu Việt Nam, biến một đất nước được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông với đời sống hạnh phúc, an bình ngày nào, nay trở thành một ổ điếm rác rưởi với đầy tệ nạn, tham nhũng, trộm cắp, cướp giật, nghèo đói, không còn tình người. Tiền nhân có nói, đạo mất trước, nước mất sau. Muốn lấy lại nước, phải phục hưng chính đạo và bồi đắp tinh hoa cho các thế hệ con cháu. Tôi có tâm lòng, quý vị cũng có tâm lòng, nhưng nên nhớ rằng, chỉ có người Việt chúng ta mới thật sự yêu thương và giải cứu được đất nước của chúng ta mà thôi. Là người Việt Nam chân chính, không quên cội nguồn dân tộc, phải biết suy xét đúng sai, tiện ác, chính tà, phải hành xử có nhân đạo và trung can nghĩa đảm. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, ý dân là ý trời. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mong được đồng bào và quý vị cùng một lòng đoàn kết, tham gia, tiếp sức cởi bỏ ách thống trị gian tà hung ác đang khống chế dân ta tại quê nhà. Phải hậu thuẫn cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trong công cuộc triệt tiêu chế độ cộng sản vô thần, bảo vệ giang sơn trước họa Tàu Cộng. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị niên trưởng, quý huynh trưởng cùng quý chiến hữu trong quân lực Việt Nam Cộng hòa kính mến. Sương máu, mồ hôi, nước mắt và bước chân của chúng ta đã từng trải dài trên khắp non sông, trên bốn vùng chiến thuật, trên mọi nẻo đường thân yêu của đất nước. Tất cả chúng ta đều là máu thịt Việt Nam, đều là những quân nhân muốn phục vụ tổ quốc. Tuy hôm nay có người đã oanh liệt tuẫn tiết, có người đã chết tức tưởi trên đường vượt thoát tìm sinh lộ, có người đã vùi thay tận biển sâu rừng xa trong các nhà tù âm u của Cộng Việt, có người nay đã già yếu, bệnh tật hay đang lao đao vì cuộc sống trộn rộn nơi xứ người. Nhưng chắc chắn chúng ta vẫn luôn thao thức với tiền đồ của đất nước và tương lai của dân tộc. Tất cả chúng ta đã có mặt với lịch sử và đang là gương soi cho các thế hệ con em. Bước chân của chúng ta vẫn còn đó, vẫn tô đậm Trường Sơn, vẫn xanh cùng cây cỏ,
và đang thấm vào lòng của dân tộc, vẫn hiên ngang cùng sông núi, không thể nào khoanh tay đứng nhìn những đàn trẻ bơ vơ chưa đủ tuổi đời đã mau nhúm mùi sương gió, không thể để cho các cháu gái chưa biết tương lai hạnh phúc là gì đã vội trở thành trò mua vui cho lũ cộng sản và bọn ngoại nhân khả ố thô tục. Đất nước là chung, không phải của riêng ai. Dân tộc Việt Nam, dù trong hay ngoài nước, cũng là một. Tôi thành kính kêu gọi tất cả trở lại hàng ngũ, phải cho loại cộng phỉ biết rằng chúng ta vẫn còn đây, chúng ta chưa chết. Dân và quân cũng là một, không phải chỉ bằng những buổi tiệc tất niên hay diễn hành trên đường phố, mà hơn thế nữa, chúng ta phải mạnh mẽ, hiệp lực hỗ trợ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đương đầu với giặc nước. Nếu không tiếp tay bằng tâm, bằng sức, thì ít nhất chúng ta cũng phải góp một lời nói chính nghĩa, một nắm tay vững chắc tình đồng đội. Đó là sự trợ lực lớn lao, đó là lòng cao thượng, là tâm huyết, là lòng sắt son, trung can nghĩa đảm mà chúng ta ân cần gửi cho nhau lúc cuối đời. Đó cũng là tinh thần ái quốc, danh dự, trách nhiệm, là bảo vật gia truyền, là hành trang quý giá để trao lại cho các con cháu, các thế hệ mai sau tiếp bước cha ông, vững chí dân thân, bảo vệ tổ quốc. Nhất định không để Trường Sa và Hoàng Sa lọt vào tay Tàu Cộng. Tất cả tài sản, điền trạch, hổ trạch của đất nước, bao gồm nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, cơ sở tư nhân đang do Cộng sản Việt Nam chiếm đoạt, phải trả lại cho người dân. Tập đoàn Cộng sản Việt Nam chỉ là tay sai của Cộng sản Nga Tàu và cái gọi là Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản, không thể đại diện cho toàn dân Việt Nam. Do đó, tất cả những văn bản, văn kiện hay hợp đồng cho Tập đoàn Cộng sản này và cái gọi là Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết với bất cứ ai, bất cứ tập thể nào hay bất cứ quốc gia nào đều không có giá trị. Kính thưa đồng bào, quý chiến hữu, thân hữu và quý đồng nhiệm thân mến, thắng lợi của Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy cho tiến trình giải thể chế độ Cộng sản tại Việt Nam thêm thuận lợi. Tôi đang cố gắng mở ra một cuộc tiếp xúc với tân Tổng thống để yêu cầu giúp đỡ cho Việt Nam có được một vận hội mới tốt đẹp hơn. Chỉ còn 42 ngày nữa là bước qua năm mới dương lịch. Xin kính chúc đồng bào, quý chiến hữu, quý vị quan khách, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và các anh chị em, các cháu một mùa xuân mới đạt được mọi sự may mắn tốt lành. Khẩn cầu Thượng Đế, Trời Phật, Tâm Oai Đức Quốc Tổ sáng soi chỉ đường, hồn thiên sông núi và anh linh tử sĩ phù trợ cho chi nghiệp và sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân của chúng ta sớm đạt thành. Cùng nhau ta cất cao lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, hương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Trân trọng kính chào Đào Minh Quân. Đang lấy
cực lớn cho vũ đoàn Việt Cầm. Cảm ơn vũ sư Đình Luân và các em đã bỏ rất nhiều thời gian để mà tập luyện và đã đóng góp những bài múa thật là đặc biệt ngày hôm nay. Một lần nữa xin quý vị cho các em một tràng vỗ tay thật lớn. Kính thưa thủ tướng và quý đồng bào, theo yêu cầu của đồng bào, kính mời thủ tướng thuyết giảng về chiến lược giải thể tạo quyền Cộng sản Việt Nam. Xin kính mời thủ tướng. Đây là sự yêu cầu của đồng bào. Rồi thì trân trọng kính mời thủ tướng cho những ít lời về sự chiến lược giải thể của tàu quyền Cộng sản Việt Nam. Xin kính mời thủ tướng. Dạ, kính chào đồng bào. Bây giờ đồng hồ thấy trên 10 giờ rưỡi rồi. Ở đây còn có nhiều cụ trên 60 và trên 70. Cho nên đáng lẽ tôi sẽ nói nhiều hơn. Tôi chỉ xin tóm tắt. Cộng sản Việt Nam, cái gốc cây Cộng sản Việt Nam là Hồ Chí Minh. Cái thân cây là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái nhà nước, cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cái hoa lá cành. Ở đây chúng ta đã dồn rất nhiều tâm sức và tâm huyết để chống lại nghị quyết 36, tức là không muốn cho các hoạt động của Cộng sản ảnh hưởng tới đời sống của đồng bào tại hải ngoại. Và chúng ta luôn ghi nhớ những người anh em, những chiến hữu của chúng ta đã cố đấu tranh để chống lại nghị quyết 36 của Cộng sản. Tuy nhiên, nhân đây tôi xin thưa với các đồng bào rằng nghị quyết 36 hay tất cả hoạt động của Cộng sản tại hải ngoại chỉ là những cành lá thôi. Đảng Cộng sản là thân cây, và gốc cây để mọc lên cây Cộng sản đó là Hồ Chí Minh, là một gián điệp của Tàu Cộng giả làm người Việt Nam với tên là Nguyễn Ái Quốc. Tôi may mắn là một người lính trong đơn vị đi không tiếng, về không lời. Đơn vị tổng sự của tôi thuộc Bộ Chỉ huy Tiểu khu Quảng Trị, nhưng thực sự tôi là toán trưởng của tiền sát lực lượng Black Tiger, chuyên truy nã những đầu sỏ Cộng sản, thưa quý vị. Nhờ vào một tình cờ may mắn, chúng tôi được những vị trưởng bối dạy cho biết tên Hồ Chí Minh sau năm 1930 có những hành động, những hoạt động và những cử chỉ không giống như Nguyễn Tất Thành quê quán tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, theo như lý lịch của Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp. Sinh vào lúc 7-9 giờ 17 phút sáng ngày 9 tháng 5 1889. Chúng tôi đã mở đến khi tới Hoa Kỳ, chúng tôi có được may mắn thành công một chút trên thương trường. Chúng tôi mở ra hãng Dow Computer, cho nên chúng tôi tức tốc có cái khả năng để tiếp tục truy nã cái lý lịch bị bợm của Hồ Chí Minh. Nhân cơ hội ngày 19 tháng 5 1989, tức là 100 năm sau, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sinh nhật thứ 100 của nhà Hồ, và họ nộp hồ sơ tại UNESCO
tức là trung tâm cơ quan văn hóa khoa học Liên Hiệp Quốc, để xin Liên Hiệp Quốc tôn vinh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới. Và đó là cái cơ hội may mắn để chúng ta chứng minh được Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Tất Thành, bằng cách chúng ta yêu cầu Liên Hiệp Quốc so dấu tay của Nguyễn Ái Quốc. Trước đó có xin làm thông ngôn cho sở, cho thông ngôn cho Pháp, cho nên phải làm một cái thẻ căn cước trong đó có dấu tay của Nguyễn Ái Quốc để chứng minh Nguyễn Ái Quốc là Hồ Chí Minh. Chúng tôi chỉ xin Liên Hiệp Quốc đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ phải cung cấp cái dấu tay của Hồ Chí Minh, và Đảng Cộng sản Việt Nam không dám làm chuyện này. Cho nên từ năm 1989, là cách đấy gần 30 năm, chúng tôi đã lột mặt nạ của Đảng Cộng sản, không phải tại Bôn Sa, không phải tại Mỹ, mà tại Liên Hiệp Quốc rồi, thưa quý vị. Và từ đó, cái cây Cộng sản đã bắt đầu heo ua. Ở đây có người nào trồng cây thì biết, khi chúng ta cắt được cái rễ thì cái cây không còn sống được. Và tại sao trong suốt 25 năm nay mà chúng ta không triệt hạ được Cộng sản? Thưa quý vị, chúng ta phải dằn một cái bẫy. Chúng tôi là những người lính chuyên truy nã những đầu sỏ Cộng sản. Và chúng tôi, một đơn vị chỉ có 54 người, mà những đầu sỏ Cộng sản cấp tiểu đoàn, cấp trung đoàn, cấp chiến đoàn, cả 10.000 người, cả ngàn người, làm sao 54 người có thể bắt được những đầu sỏ Cộng sản? Chúng tôi bằng cách dụ cho những con chuột đầu đàn ra khỏi hang, rồi mới sụp bẫy bắt con chuột đầu đàn. Đó là cách chúng tôi truy nã và bắt những tay đầu sỏ Cộng sản, thưa quý vị. Do đó 25 năm nay chúng ta song hành với chính phủ Hoa Kỳ để cho bọn Cộng sản đầu sỏ đã ăn cướp tài sản của nhân dân, của đồng bào Việt Nam, trốn chui đem qua Hoa Kỳ, và họ tưởng rằng họ có thể thoát được cái màn lưới pháp luật. Nhưng thưa không, cho tới tháng 4 năm 2015, chúng tôi kiểm tra tài sản phi pháp của Cộng sản tại Hoa Kỳ đã lên đến 617 tỷ đô la đó, thưa quý vị. Số tiền đó từ đâu mà có? Những người Cộng sản như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, quý vị thấy không? Lương của Nguyễn Tấn Dũng có 600 đô la, thì tại sao anh ta có thể có bạc tỷ, thưa quý vị? Tại vì nó ăn cắp, nó ăn cướp tài sản của chính chúng ta và những người dân oan, dân khiếu trong nước. Tại sao chúng ta phải đợi đến 25 năm? Tại vì con chuột Cộng sản nó gian ngoa và nó xảo quyệt. Nó từ từ nó đến nước Mỹ, nó không dám bỏ vốn liếng rất nhiều. Nó chỉ mua những cái đồ nhỏ thôi. Nó mua những cái nhà nhỏ. Vài năm sau nó mới dám mua một cái building. Rồi 10 năm sau nó mới dám mua cái Phước Lộc Thọ đó, thưa quý vị. Hiện nay anh em chúng ta đang sống tại cái đất khách quê người. Nhưng mà những cái gì chúng ta thấy ở tại Bôn Sa chưa chắc người Việt Nam làm chủ, mà do Cộng sản Việt Nam hay Tàu Cộng làm chủ. Do đó, sau khi nộp lên Tòa án Hình sự Quốc tế,
Chúng tôi nộp hồ sơ ngày 16 tháng 2 năm 2013 và nhờ sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ và những cơ quan tại quốc tế, chúng ta đã có hồ sơ để truy nã cộng sản rồi đó, thưa quý vị. Hai mươi lăm năm đợi chờ cho con chuột nó mắc bẫy mình mới sụp được. Bây giờ cái tài sản nó tại Mỹ này 617 tỷ là do nó đổi tiền, buôn bán ma phiến, chui nhờ ngoại kiều, ca sĩ, các sư sãi, nhiều người lắm đem qua đây. Nhưng tất cả những người đó đừng có lo sợ. Chính phủ có một cái chính sách rất nhân đạo. Người nào tay đã lỡ nhúng chàm, có nghĩa là có dính dáng tới Cộng sản Việt Nam, thì đừng sợ sự hâm dọa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu tiết lộ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng tôi không những không có bất cứ một hành động nào mà chúng tôi còn tưởng thưởng cho người đó được 10% những tài sản do Việt Cộng ép họ đi vào con đường tội lỗi. Vì chúng tôi cũng muốn trả ơn cho chính phủ Hoa Kỳ, không muốn những kẻ đem tiền bạc lậu thuế vào đây để khuynh đảo cái đất nước mà chúng ta đang sống và chúng ta đang mang ơn là đất nước Hoa Kỳ. Riêng chúng tôi chỉ muốn nói thêm quý vị, hiện nay cái may mắn nhất của chúng ta, như hồi nãy vị trung tướng bác sĩ Quách Thế Hùng có nói, là chúng ta may mắn nhờ chúng ta kiên trì, chúng ta chịu đựng, cho nên trời thương đó quý vị, đã thấy cá trắng xóa tại Biển Đông để chứng minh được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã to rộng với Formosa làm nhiễm độc cái ngư trường và môi trường sống của người Việt thân yêu của chúng ta. Ngày trước ở đây, hãng BP, ở đây quý vị có ai biết hãng BP không hả? Hãng BP chỉ có lít cái dầu tại Texas mà họ phải bồi thường cho cư dân ở tại vùng Texas 42 tỷ đô la đó quý vị. Trong lúc Formosa không phải là tai nạn, mà họ đã cố ý khi họ đặt cái nhà máy lọc thép ở tại Việt Nam, thì cái khí độc, chất độc từ nhà máy thải ra, trong đó có những chất cyanide. Ở đây có ai biết chất cyanide không quý vị? Có ai đọc truyện trinh thám của nhà điệp viên Z-28 không? Là một chất độc dược mà những người làm điệp viên, có khi là chúng tôi, phải ngậm vào trong miệng. Để làm gì? Để nếu mà bị địch bắt thì chúng tôi cắn, để chất độc đó giết chúng tôi ngay tức khắc, để khỏi khai. Vậy thì khi cái Formosa nó thải cái chất cyanide ra biển khơi và nó lắng chìm như vậy, nó chết từ cá, không những cá chết mà san hô cũng chết, cho nên nó sẽ di hại cái đất nước mình hàng nhiều năm về sau. Đó là một tội cố sát đó thưa quý vị. Cho nên hồi nãy luật sư chúng ta đã có trình bày, tạm thời chúng tôi chỉ đưa cái vụ án ra tòa liên bang Hoa Kỳ, chúng tôi xin đặt tại Southern California, District California, để tất cả những người dân Việt Nam ra bên ngoài bị những người chưa có thức tỉnh tuyên truyền sẽ biết được sự thật. Hiện nay chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã đưa Formosa
ra trước tòa Liên bang Hoa Kỳ rồi, thưa quý vị. Và chỉ đòi bồi thường dân sự là 28 tỷ đô la. Đáng lẽ chúng tôi đòi hơn nữa, nhưng mà đó là điểm khởi đầu. Và quý vị cũng đừng lo lắng, chính phủ chúng tôi, chính phủ chúng ta làm việc thận trọng lắm. Tức là cho đến bây giờ có nhiều hội đoàn, nhiều tổ chức còn đang kêu gọi đóng tiền, đúng không ạ? Để kiện Formosa, trong lúc chúng tôi đã hoàn tất cái hồ sơ đó từ 4 năm tháng trước. Không những vậy, chúng tôi đã tiếp xúc với nạn nhân và được họ ủy thác cho đại diện cho họ để kiện Formosa tại Hoa Kỳ. Tại sao cái tòa, cái việc xảy ra tại Việt Nam mà mình có thể kiện tại Hoa Kỳ được? Tôi xin trình bày cho quý vị biết là tại vì hãng Formosa tại Việt Nam là chi nhánh, hãng gốc nằm tại Đài Loan, có dính dáng tới phần hồn của Trung Cộng, và họ cũng có chi nhánh ở tại Hoa Kỳ. Một số chi nhánh của nó hiện đang nằm tại New Jersey. Do đó, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thừa hưởng cái luật pháp và luật lệ của Hoa Kỳ để đệ nạp đơn thưa Formosa tại Hoa Kỳ qua cái hãng chi nhánh của Formosa tại Hoa Kỳ và hãng đầu sỏ tại Việt Nam. Và quý vị cũng đừng có lo, là theo luật pháp Hoa Kỳ thì khi mà tài sản ở tại Hoa Kỳ này, hãng Plastic Formosa không đủ để bồi thường cho người dân Việt Nam, thì chúng tôi vẫn tiếp tục truy nã hãng Formosa đến Đài Loan, đến Việt Nam, chạy không thoát đâu nha. Cho nên những anh em nào, những vị nào mà ra ngoài nghe nói, đừng có lo. Chính phủ tuy thân đơn thế cô, chúng tôi giống người Việt Nam chúng ta, tuy nhỏ nhưng có đó. Và ngày hôm nay khu phố Phước Lộc Thọ chúng tôi cũng đã xin tịch thâu. Vì Phước Lộc Thọ là của Cộng sản Việt Nam, không phải của cộng đồng chúng ta, không phải của bất cứ một người nào Việt Nam. Cái Phước Lộc Thọ là con của băng đảng Cộng sản Việt Nam đó, thưa quý vị. Chỉ rất tiếc cái tiến trình luật pháp của Hoa Kỳ đi rất là chậm, vì Cộng sản nó mưu ma xảo trá, nó đổi tên, nó dùng người này đứng tên, đổi qua người kia đứng tên, thì chúng tôi phải tiếp tục truy nã cho đến đầu sỏ. Nợ có đầu, oan gia có chủ. Chúng ta không giết ai, chúng ta không làm chuyện gì phi pháp, chúng ta chỉ nhờ luật pháp để truy nã những kẻ phạm pháp. Và đó là cũng là thế tất thắng, bất chiến tự nhiên thành của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, của đồng bào Việt Nam. Mà hiện nay bao nhiêu đồng bào trong nước ngày hôm nay đã coi được cuốn phim này đang được like về Việt Nam, để cho đồng bào Việt Nam chúng ta có niềm hy vọng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục truy nã những đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, không có thoát đâu, trong đó kể cả Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang. Đừng có nghĩ mình có hàng triệu, hàng tỷ đô la đó ăn cướp và ăn cắp của người Việt Nam là chạy thoát. Công lý sẽ trả lại cho Việt Nam. Và họ ngày xưa, ngày 30 tháng 4, 75, đến Sài Gòn bằng cái gì? Đôi dép râu và cái nón tai bèo che khuất nẻo tương lai, thì dép râu dẫm nát đời son trẻ. Cho nên phải trả lại họ cái nón tai bèo và cái đôi dép râu. Mình không giết ai hết,
còn cái gì của Việt Nam thì phải trả lại cho Việt Nam. Có phải là nhà cửa ruộng vườn đất đai của Việt Nam tại Việt Nam là của nhân dân Việt Nam không, thưa quý vị? Có phải không thì nói cho tôi nghe đi. Đất đai ruộng vườn nhà cửa tại Việt Nam có phải là của nhân dân Việt Nam không? Phải không? Đó không phải là của Cộng sản, cho nên chúng ta lấy lại mà thôi. Chúng ta không có tranh giành cướp giật ai cả. Cho nên chúng ta lấy lại của cải, và chúng ta sẽ lấy lại đất tổ và không làm khổ dân. Vì cái tài sản phi pháp của những bọn đầu sỏ Cộng sản, chúng ta sẽ lấy lại cho những nạn nhân, cho đồng bào Việt Nam chúng ta. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng rất nhiều. Những lời dàn học đã khiến cho toàn dân hăng hái để đoàn kết với nhau để diệt Formosa và Cộng sản Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng một lần nữa. Sau đây là bài hợp ca Việt Nam chúng ta là một, qua sự trình bày của ca đoàn Ave Maria. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Next is Core Vietnam, We Are One, by the Chorus of Ave Maria. Việt Nam hóa ra thành một người, chỉ một bàn tay hóa ra thành chiều bàn tay, hàng chiều bàn tay phất tung bay ngọn cờ vàng, là chiều bàn tay đánh cho tạp nước quân bảo tàng, chiều người Việt Nam khắp trên mặt địa cầu, cùng một bàn tay đấu tranh đòi lại quê hương, đòi lại tự do đã bao năm thành ngục tù, tiếng trích loài cầu nô nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than, dân không có tự do, người không có nhân quyền. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than, dân không có tự do, người không có không có nhân quyền.
Vâng, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho ca đoàn Ave Maria. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý đồng bào và quan khách đã đến đây tham dự đại hội hôm nay. Kính xin Thủ tướng và quý vị niệm tình tha thứ cho ban tổ chức nếu có chi thiếu sót. On behalf of the Prime Minister and his delegation, we would like to thank you, all of you, for being here today. Your meaningful presence shows your love and support for our country, our Provisional National Government of Vietnam. Again, thank you, and God bless you all. Our important guest, impermanence is the natural law, and this is the end of our program. We would like to invite you all to stand up and give a great round of farewell applause to Honorable Prime Minister Quang Minh Đào and his delegation. Thank you all. Việt Nam vẫn dân chủ sáng ngời anh đô quang vinh, quyết chi hy sinh cho dân nước Nam được thái bình. Đem ấm no cho dân ta hết một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới, khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết tỏ thắm núi sông, xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do. Vương chi tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngại chi muôn vạn gian khó. Thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà, cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi. Anh đô quang vinh, quyết chi hy sinh cho dân nước Nam được thái bình. Đem ấm no cho dân ta hết một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ chiều người đồng tâm đi tới, khắp chốn muôn nơi đem tâm huyết tỏ thắm núi sông, xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do. Vững chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngại chi muôn vàn gian khó. Thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà, cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi. Vững chí tiến bước dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngại chi muôn vàn gian khó. Thắp sáng anh đua Việt Nam soi sáng muôn nhà, cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn.